Xin chào các bạn, mình là anh Tuấn, K44 lớp của Quốc Việt Di Anh. Hôm nay mình sẽ nói về một bệnh liên quan đến nhóm máu được xuất ở trẻ sơ sinh, còn có tên gọi là erythroblastosis fetalis. Đây là một bệnh xảy ra khi mà người mẹ có nhóm máu được xuất âm, mang thai con có nhóm máu được xuất dương. Trong lần mang thai đầu tiên thì mẹ tròn con vuông, bởi vì máu của thai nhi và máu của người mẹ ở nhau thai không hề trộn lẫn với nhau. Tuy nhiên sau khi đẻ đứa con đầu tiên này ra thì trong quá trình sổ nhau thì máu của thai nhi có thể bị đưa vào trong trở lại vòng tuần hoàn của người mẹ. Trong trường hợp này thì kháng nguyên D trên hồng cầu của thai nhi đi vào trong vòng tuần hoàn của máu mẹ thì sẽ kích thích hệ miễn dịch, tạo ra không phải đáp ứng miễn dịch, tạo ra kháng thể chống lại được xuất dương. Vì thế trong lần mang thai tiếp theo, mấy đứa con tiếp theo, thai nhi tiếp theo mang nhóm máu được xuất dương thì kháng thể anti được xuất từ máu mẹ có thể đi vào máu của thai nhi, và trong hầu hết các trường hợp nặng thì thai nhi này sẽ chết. Trong những trường hợp nhẹ hơn thì thai nhi sinh ra sẽ bị thiếu máu và vàng da. Và sau đây chúng ta sẽ giải thích thêm về hai thuật ngữ là nhơ nghịch với lại infant. Nhơ nghịch có nghĩa là trẻ sơ sinh, được tính từ khi trẻ sinh ra cho đến khi đầy tháng. Sau khi đầy tháng này thì chúng ta không gọi là trẻ sơ sinh nữa, mà chúng ta sẽ gọi là infant, có nghĩa là nhũ nhi. Và chúng ta sẽ gọi là nhũ nhi cho đến khi trẻ đủ 24 tháng. Thì sau 24 tháng này thì trong bất kể trường hợp nào nữa, ví dụ như là dù có bú sữa hay là không bú sữa, thì sau 24 tháng chúng ta không còn gọi là infant nữa.